Con chào cô Diệu, con chào các bạn. Con tên là Minh Đạt, con lớp 2 một trường đại học Vinschool School. Sau đây con sẽ trình bày bài thuyết trình mô phỏng hệ mặt trời. Con khi con lập trình cho sao ạ à, thì con lấy khi bấm vào lá cờ xanh con truyền vào hoạt động, con lấy đáp hướng bằng con lấy vào các phép toán lấy ngẫu nhiên từ 1 cho đến 360, rồi con lại chuyển động đi con lấy rồi con lại lấy đi tới xăng liên tục, con vào điều khiển con lấy liên tục ra con chuyển vào chuyển động, con lấy xoay 15 độ, con đổi thành 4.147 độ. Sao kim thì con lấy khi bấm vào lá cờ xanh đáp hướng bằng lấy ngẫu nhiên từ 1 cho đến 360 đi tới xăng liên tục xoay 1.62 độ. Tiếp theo con lấy khi bấm vào lá cờ xanh đi tới điểm x âm 240 y bằng 6 âm 6. Sao Hỏa thì con lập trình cho là khi bấm vào lá cờ xanh thì con đổi vào sự kiện, đặt tướng thì con vào chuyển động. Con lấy đặt hướng bằng 90 thì con lấy đặt hướng lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 360 thì con vào các phép toán lấy từ 1 cho đến 10 thì con đổi lại từ 1 đến 360, rồi con vào chuyển động, con lấy đi tới vị trí ngẫu nhiên con đổi lại thành xăng. Sao Mộc thì con lập trình khi ấn vào lá cờ xanh con vào sự kiện đặt hướng bằng lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 360 con vào chuyển động, rồi con vào các phép toán khi đến đi tới xăng thì con vào chuyển động liên tục thì con vào điều khiển xoay 0.84 độ thì con vào chuyển động, khi bấm vào lá cờ xanh thì con ấn ấn vào sự kiện đi tới x âm 24 y âm 10 thì con lấy đi con lấy đi tới điểm x 25 y âm 10. Sao Thổ thì con lập trình cho là khi bấm vào lá cờ xanh đặt hướng bằng lấy ngẫu nhiên
từ 1 đến 360, đi tới xăng, liên tục xoay 0.034 độ. Con vào liên tục rồi con cho xoay 0.334. Con bấm vào sự kiện. Con lấy khi bấm vào lá cờ xanh, đi tới điểm X 3 2 âm 23 y âm 11 thì con vào truyền động để đi để con lấy đi tới điểm X 23 y 10 âm 11 sao Thiên Vương thì con lập trình cho là khi bấm vào lá cờ xanh đặt hướng bằng lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 360 đi tới xăng liên tục xoay 0.012 độ thì con vào khi bấm vào lá cờ xanh thì con vào sự kiện con lấy khi bấm vào lá cờ xanh ra khi đặt hướng bằng lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 360 con vào chuyển động thì con lấy đặt hướng bằng rồi con vào các phép toán lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 10 con đổi lại 10 thành 360 con vào chuyển động lấy đi đi tới vị trí ngẫu nhiên thì con đổi lại thành xăng con vào điều khiển dùng xoay 0.012 độ con đổi từ 15 thành 0.015 độ sao Hải Vương thì con đổi thành khi bấm vào lá cờ xanh thì con vào sự kiện đi tới điểm X âm 22 y âm 9 thì con ấn vào khi bấm vào lá cờ xanh đặt hướng bằng lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 360 đi tới xanh liên tục xoay 0.006 độ. Khi bấm vào lá cờ xanh thì con chuyển thành sự kiện. Khi hướng bằng thì con vào chuyển động. Con lấy đặt hướng bằng rồi con vào các phép toán lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 10 con đổi lại là đến 360. Con lập trình cho con bướm của con lập trình cho con con lập trình cho con sứa con lấy tự vào sự kiện con lấy khi bấm vào lá cờ xanh con vào liên tục con lấy liên tục đợi 1 giây con bấm vào để điều khiển để con lấy đợi 1 giây trang phục kế tiếp thì con vào hiển thị con lấy trang phục kế tiếp tiếp còn đâu con lập trình cho bạch tuộc cũng giống như con sứa là khi bấm vào lá cờ xanh liên tục đợi 1 giây trang phục kế tiếp không con trong biểu diễn con trong biểu diễn con bây giờ còn để mọi người xem kết quả của con. bây giờ con cho mọi người xem kết quả của con làm bài.
bài của con đã trình bày xong rồi. Con cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Con Rồi, nhờ cô và các bạn góp ý cho con. cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Minh Đạt nhé. Bạn Minh Đạt tuy là nhỏ nhưng mà giả nói rất là to và rõ ràng đúng không nhỉ? Rồi, cô mời Nhật Khoa nào. Nhật Khoa nhận Dạ xét thưa bài. cô, là con thấy lúc đầu em nói thì con thấy em cứ nhấp nhô cô, con thấy em cứ nói lờ ngắt nghĩ với cô. Là hơi hơi lúc đầu là hơi quên lời một chút đúng không? Em đang bị Dạ ốm ạ. Em đang bị ốm, đang bị ốm ạ. Em đang bị vâng ốm. Rồi, vâng có gì nữa không con? Và con bị ốm thì phải đến viện đấy cô ạ. Tội nghiệp. Rồi, con gì nữa không Khoa? Khoa còn nhận xét gì nữa thêm nữa không? Vậy không cô? Rồi con những bạn khác có nhận xét gì bài thuyết trình, bài dự án của Minh Đạt không nhỉ? Bần Minh Đạt thì tuy là tuổi đang còn nhỏ này mà đang bị ốm rồi này đấy, cho nên là ở lúc đầu á thì bạn hơi quên lời một chút đúng không, nhưng mà sau đó thì bạn đã nói rất là to và rõ ràng những cái phần nội dung ở phía sau, bạn đã lập trình được những cái gì này, thêm được những nhân vật như thế nào này, thì bạn đã nói rất là to và rõ ràng. Và phần lập trình của bạn là hầu như là cô thấy là các nhân vật là không bị lỗi gì hết, các hành tinh là xoáy đúng theo quỹ đạo của nó đúng không nhỉ? Đấy, và thứ hai nữa là bạn Minh Đạt là đã trang trí được dự án của mình với những cái vành đai có những cái màu sắc rất là đẹp, rất là nổi bật. Thêm vào đó nữa là bạn Minh Đạt thêm được các cái nhân vật trang trí, ví dụ như là những ngôi sao này đấy, rồi những cái nhân vật như con bạch tuộc hay là con sứa hay là con ngựa này đấy, thì bạn cũng đã thêm vào để cho dự án của mình thêm sinh động hơn đấy. Đấy là những điều mà bạn Minh Đạt đã làm được, và Minh Đạt cũng đã rất là cố gắng hoàn thiện được hết phần những phần cơ bản và thêm nhiều phần sáng tạo nữa. Đúng rồi, đấy là điều mà cô khen ngợi ở bạn Minh Đạt nhé. Đấy, và tuy là lúc đầu thì hơi ngất ngư một chút nhưng mà sau đó thì con đã lấy lại được bình tĩnh và lấy lại được cái sự tự tin và nói rất là to rõ ràng, mọi người đều nghe được hết những cái phần mà con trình bày. Đúng rồi. Đấy, bạn Minh Đạt đã tuy nhỏ nhưng mà bạn đã thuyết trình rất là tốt, rất là tự tin. Đấy, sau này chắc là Minh Đạt có khả năng làm MC cũng nên đấy này. Rồi, bạn là Minh Đạt đã hoàn thành rất là tốt cái phần thuyết trình của mình nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ Con cảm ơn cô đã nhận xét cho con. rồi.